Vâng, xin chào tất cả quý vị. Và chào 500 anh em đang xem lại. Vâng, mình là Rồng Đỏ Xanh đó quý vị. Vâng, hiện tại anh em đang xem lại tại máy chủ Tùng Sơn quý vị. Vâng, hiện tại mình đang luyện skill con thi nhẫn quý vị. Đang luyện 10 phút thôi nè, mà lên 7 skill rồi. Hiện tại là mình đang thả 100 con người tiết ở trên đảo quý vị. Mình lên đảo mình tẩy tỉ xong có mình thả bìa mình luyện skill lên đây. Hiện tại là mình cộng ít cái trắng phái vào cho nó đánh cho nhanh nhau quý vị. Mà mình cũng xin là hướng dẫn cho anh em luyện skill tại Tùng Sơn luôn, dành cho những người chơi mới tại Tùng Sơn khi tham gia vào mấy chủ. Thì anh em luyện kêu thì anh em mua người tiết tại trong bộ vật nó bắn một con ba xu, hoặc là anh em có thể mua lại của những anh em bán ở trong server, thì một con anh em nó bán tầm 2 xu con đó anh em, còn không thì anh em có thể mua trong bộ vật. Ồ, hiện tại mình mới thả 100 con thôi nha anh em. Chú ý là cái hạt này là hạt xe của mình quý vị. Mình chú ý là liền cho nó lên 11 thôi quý vị, cho nó nổ tầng thứ hai thôi. Nói chung là mình liền có khi mình liền cũng mát cũng có quý vị. Hiện tại mình đánh chưa mất máu anh em, nên mình cộng trắng phái vào đánh cho nó nhanh, cho có lock đánh. Anh em cộng vừa phải đâu, khi nào mà cảm thấy anh em đánh mà mất máu nhiều quá thì anh em có thể tẩy lại cộng 1 hoặc là anh em khổ cộng. Vâng, hiện tại là anh em đang xem mình điền skill con thiên nhẫn này nha quý. Hiện tại là luyện skill thiên nhẫn thiên ngộ lưu tên rất là lâu, có khi anh em thả cả ngàn câu mà luyện cũng chưa mất anh em à. Tại vì anh em thả bị người ta phá. Thì đối với mình thì mình tầm mình suy nghĩ khoảng cỡ thiên ngộ lưu tinh, nếu anh em muốn luyện nhanh thì cỡ 200 con là 600 xu rồi. Anh em luyện mát rồi. Hiện tại server đang có Evan luôn nha quý vị. Evan 2 tháng 9 đâu quý vị. Anh em tham gia vào game sẽ nhận được hỗ trợ tân thủ ở lấy cấp 10 quý vị. Rồi anh em ăn event nữa, có thể là ăn hết những event xu và tiền dạng có thể lên được cấp 90 đúng không quý vị. Rồi lên 90 anh em làm nhiệm vụ môn phái giống như vừa đầu mình làm. Rồi anh em mua người tiết lên đây thả đi skill luôn. Nói chung là lên đây tài tỷ xong rồi thả đi skill luôn. Ở trên đảo là đi skill là chắc cú quý vị. Khỏi giang hồ khổ phá, nói chung là giang hồ ít lên đây lắm quý vị. Xui lắm mới bị phá thôi nè. Vâng, chuẩn bị 8 skill quý vị. Rất là nhanh, nói chung là thả 100 con quý vị. Liền có 10 phút, hiện tại liền có nãy giờ ở gần 15 phút rồi quý vị, lên 8 skill rồi. Nói chung là liền của thiên ngoại rất là lâu nha quý vị. Bay đầu công rất là lâu. Đa số là những cái ạc thiên nhẫn nữa. Liền skill rất là lâu. Cả bị đam nó lên rất là ghê nha quý vị. Lên tặng thứ hai là nó đam nó ghê. Những mà anh em nào mà muốn đi skill thiên nhẫn thì anh em có thể mua người biết người tiết 200 câu anh em thả quanh đây nè. Ví dụ như anh em thả lên cục, thả lên dài chục cục, dài chục cục quanh đây để thiên ngồi nó nở ra là nó thả là cái gì. Còn mình thả 100 câu mình thả như vậy thôi, tại vì mình còn đi skill con giả đan nữa. Chủ ý là mình thì skill cho con đi lên 11 thôi nè. Nói chung là phụ mà để cho nó đi cái quái thôi. Ập ở đây 8 skill 300 rồi. Nếu mà anh em bị xin nhẫn thì anh em
làm giống như mình nói, ví dụ như anh em thả 200, anh em thả quanh đây này, ví dụ như bốn góc, anh em thả bốn góc đi, mỗi góc 5 cục, vừa sau răng vừa vừa nó lại vừa một là nó nổ lửa ra quý vị, là chúng luôn 4 cục, chừng là nó là đỡ tốn bì hơn và nhanh hơn nữa quý vị. Như mình thì mình liền như vậy là mình thả một chỗ, tại vì này cái trăm bì mấy anh em không thả nhiều gốc, tại vì còn liền con phái khác nữa, mình chủ yếu liền con này lên 11 hay 12 skill thôi quý vị. Nói chung là có khi mình liền max cũng có không quý vị, tùy theo cái thời gian của anh em nữa. Hiện tại là ví dụ như anh em đánh người tiết càng chết rồi, anh em để nó hù, anh em ngồi xuống dừng lại để cho nó ngầu, ngồi xuống rồi để cho nó hầu máu nha anh em, rồi anh em liệt tiếp. Hiện tại server chúng ta là có bảo trì định kỳ nha quý vị, thứ tư và chủ nhật. Hiện tại mình đang luyện bữa chủ nhật quý vị, mới vừa bảo trì xong thì mình lên đây mình thả quý vị. Mỗi lần bảo trì thì người tiết của chúng ta sẽ bị mất quý vị, anh em phải biết những thời gian nó bảo trì, rồi anh em từ từ thả. Bảo trì xong rồi anh em thả, chứ anh em được cái thả mà ở lúc nó đang gần bảo trì anh em thả cái là anh em chết mẹ luôn anh em ạ. À, 8 skill 21% đâu quý vị, lên rất là nhanh. Thì tại còn chưa tốn một giọt máu cũng bị luôn vậy, chắc nó đổ đam lên được một thì nó mới mất máu ở đây. Mà hiện tại là server của chúng ta như có đang có những cái hoạt động là 19:30 anh em lượm món quả, 20 giờ anh em nhặt quả thì dạng nha, 21 giờ anh em tốn kim, 10 giờ anh em nghỉ ngơi, tới 11 giờ anh em tốn kim lại nữa, tới 12 giờ hết hoạt động cái gì. Nói chung server của chúng ta thì có những hoạt động như vậy thôi, nằm giải trí vào buổi tối thôi, còn ban ngày thì anh em có thể đi cắm bạn cắm chai nha, nói chung là cắm bãi liền cái gì. Là cắm bài liền thôi. Vâng, 8 skill 35% nữa. Cách an toàn nhất là anh em lên đảo liền cho nó đỡ nãy giang hồ đi kiếm bìa nha nè. Hiện tại người biên tiết của chúng ta chưa mất một giọt máu nha nè. Ám sẽ 41% rồi quý vị. Ok, mình sẽ review một chút nữa thôi để chuẩn bị về mua mana rồi nè. Vâng, hiện tại liền rằng 8 skill 50% chưa tốn giọt máu nha quý vị. Chắc xin là mình sẽ mua thêm ít bìa nào mà đem con giả đang lên liền luôn quý vị. Cái chẳng phải là cho nên anh có tốc độ đánh uốn cho nhanh,
Vâng, hiện tại là đồ của server rất là cùi nha này. Đồ như mình thế này là cũng cũng được tầm ổn luôn quý vị. Hiện tại đồ server cùi lắm. Chủ ý là anh em kiếm cái đồ sinh lực nỗ lực mang thôi, chứ còn kháng của nó rất là thấp. Và anh em chủ ý lấy cái dòng hiệu ứng thôi. Đó, như anh em cũng thấy không? Đồ rất là cùi. Hiện tại đồ của server rất là cùi luôn. Để về mua banana đủ quý vị. Để mình nhớ là cái tài đồ này đã quý vị. Ok, anh em về mua máu cẩn thận, giang hồ nó thấy nó theo anh em ấy nha. Nếu mà anh em để người ta thấy thì tốt nhất anh em thoát ạc luôn, rồi cứ chạy ra có thể là nó biết cái gì, nó biết là nó liền rồi, nói chung nó phá bây giờ mình đó. Chắc mình sẽ mua máu xong rồi đánh xí rồi mình sẽ ngừng like tại đây. Đến khi nào mình cảm thấy skill nó lên nhiều thì mình sẽ like lại cho anh em xem. Vâng, hiện tại server của chúng ta bán xu. Nói chung là server của chúng ta tiền vàng rất là quý hiếm nha quý vị. Xu của chúng ta 100 xu anh em bán được 300 vàng đó, thì vàng của chúng ta rất là hiếm nha quý vị. Nói chung là anh em là trăm 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 ca vào là bán được 300 vàng đó quý vị. 300 vàng là không phải số tiền nhỏ đâu quý vị. 300 vàng có thể anh em sắm được một vài món ngon hành, năm hành thì được được đâu quý vị. Ok anh em, đến đây mình xin ngừng like. Hẹn anh em những clip sau nha. Chào anh em, bye bye.